tôi hớt biểu tôi cũng khoe, thôi cái tính tôi nó hơi khoe. Có rỗi máu nhanh nhẹ nữa hả? Không phải nó khoe. Không có, bây giờ cái nhân nghĩa này, cái này tôi nói có năm mà chứng kiến với mấy anh, nó cũng có nhân tài nhiều. Tôi nói đờn đó, đây ông xấu quá là cũng như ông thầy, ông đờn. Chưa có ngày ai qua ông. Nghệ sĩ điêu quyền đó là Hà Yết. Dạ. Nghệ sĩ điêu quyền, nghệ sĩ cải lương á. Ở cái xứ này là chú ruột chú nè. Ông điêu quyền là điêu điêu. Tiếng hò sáo mậu đó. Cái thứ hai. Khách sạn Hà Hoa. Cái thứ hai nữa đó là cái đờn phong cầm. Cái đờn kêu ốc cọt đó. Dạ. Cô biết là nó không đỡ kêu đừng qua. Ở đây đó là trong đoàn viên công tỉnh, anh cha Năm Hiếu. Ủa anh cha ba sẽ là ba Thái nè. Chứ ông Năm Hiếu rồi em ruột mà đờn không bằng. Hồi đó mà đờn làm lễ rồi đờn 307 hay là đoàn giải phong quân gì lên ta lăn người ta là đi gần tới là nó muốn chạy tới. Cái đờn phong cầm lẫm gẫm mà cái đờn hay. Đừng gió. Ờ đó đờn nó đờn kêu đừng quạt. Bây giờ hai cô biết cái cầu đó không? Không ạ. Cái đó là nhịp cầu tre lắc lẻo. Cầu tre lắc lẻo đó là cái gì ngày xưa đó tức là thời kỳ chống Mỹ đó, nó rất nhiều cái cầu mà không phải được cây gì đâu, nhiều cây nó nối nhau mới được cái cầu tre lắc lẻo đó. Mà bây giờ là kiếm cây là không ra đó, người ta để kết là để kỷ niệm nó chứ không có gì khác thôi. Đó cái cầu tre đó bắt qua sông Gạch, bây giờ bị tháo cầu bê tông hết. Thêm một cái nữa đó là cũng bị ngoài cô không à. Mấy ở ông hàng trung ương đảng, tôi không phải đổ thừa nha, nói đồng bằng sông Cửu Long thiên nhiên ưu đãi, cái người dân ta không biết, ta tưởng nó ngồi không cũng có ăn nữa, ai về rồi nó chơi quá rồi bây giờ nó biết sợ nghèo rồi, bây giờ dân lo làm ăn gấp mấy lần hồi xưa, cho nên người dân hiện nay đó là nhà tường hết là 99% nghèo quá rồi, cái nhà nước cũng cất cho cái nhà tình thương. Còn tôi thì có nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi nói chuyện với mấy ông lớn, tôi nói trời ơi, phải mà đau ốm bệnh hoạn thiên tai gì đó cất cái nhà cho mấy ổng mà tôi chịu. Còn này đánh bài đánh bạc dốt nát, mình cũng tạo điều kiện cho mấy ổng, nói trời ơi anh Sáu ơi để đó nữa rồi cho nó, bây giờ một người nghèo mà anh để nó nghèo nữa, nó con cái nó nghèo rồi dốt tùm lum nữa, thôi giờ cũng nhân đạo. Chứ cái đó là sự thiệt, hai cái nghèo nó khác, khỏe không mua. Nhưng mà nhà nước rất là rộng lòng, khoan hồng. Dạ, có phải là ý của bác muốn nói là nếu mà do thiên tai hay là do điều kiện nào đó mà mình không thể khá được mà mình nghèo thì, đồng ý cất nhà. Đồng ý cất nhà. Nhưng mà hiện nay là nhà nước lại cất còn cất cả nhà cho những người không chăm chỉ lao động. Nhưng mà nó rất ít thôi. Không, cũng quân bài rồi chơi cũng nhiều lắm nha. Không nhiều so với cộng đồng dân cư mà dạ. Nhưng như vậy cũng nói chung là một cái chính sách nhân đạo đúng, của đúng nhà rồi. Nước. Nhưng mà đôi khi thì cũng có những cái chỗ mà nó còn cũng còn phải quản lý tốt hơn. Đấy, cái đấy gọi là quản lý tốt hơn. Nhưng mà dù lý do này hay kia, nhưng thực sự đồng bào mình vẫn đang nghèo thì vẫn phải giúp ạ. Trong câu chuyện của các bác vừa kể thì em thấy có một cái vấn đề, đó là cũng bằng cái hình thức văn hóa mà có nói đến ngụy quân. Thì em muốn hỏi là ở cái khu của mình ngày xưa về đây mà thấy nước nôi rồi đường xá như này, rồi các bác tả lại cảnh ngày xưa, em đoán đây là một cái vùng mà bộ đội và du kích ở, không có chính quyền Sài Gòn. Không có. Đúng không ạ? Xã Nhân Nghĩa này có hai thời kỳ mà địch ở nhiều nhất là năm sau, năm 68 là giữa năm 69. Thì toàn cái xã này hồi đó là 17.200 dân đó, thì khoảng có 14 đồn bó. Thế cơ? 14 đồn, coi như nó cắt sạch ở trong này, không có chỗ nào hở. Mình trong dân nhà bước ra là tới rồi. Nhưng mà sau cái thời kỳ đó thì xã Nhân Nghĩa gần như là cái khu vực cài răng lược, nghĩa là đêm ta đêm thì ta ở đêm ta ngày địch cứ như vậy đó mà xen nhau. Nhưng mà đặc biệt là xã Nhân Nghĩa trong suốt thời kỳ chiến tranh thì không có tình trạng tệ nạn xã hội, bởi vì ở đây đó, tại cái khu vực ở trong làng này có mấy cái đặc điểm mà nếu nói lịch sử thì nói mấy cái này. Thứ nhất là có những gia đình địa chủ nhưng rất tốt với cách mạng, là nơi nuôi chúa. Thí dụ như cách ở trong Dân Thuận này có một giờ nhà bà Tư Vàng, bà là vợ của ông Hưng Quảng. Hưng Quảng này khác tiếng, nhưng mà bà nuôi chúa suốt cả hai cuộc kháng chiến, cán bộ cơ quan cơ yếu gì ở trong khu vực bà là không hề có giặc đánh. Xung quanh đây là cách đồn bót chừng 500 thước, ngàn thước,
thì là của giặc, còn trong khu này là của ta hết. Cho nên nó mạnh từ, vì thế cái lòng tin đó nó có là sức mạnh của cụ Hồ và của Đảng Cộng sản đó. Sau này Đảng Cộng sản đã rõ ra đó, thì nó là một cái yếu tố có thể nó là tạo cho Nhân Nghĩa một cái sức mạnh vô biên, một cái chiến tranh nhân dân rất hoàn chỉnh, ha, không có vấn đề gì hết đó. Không có để đếm gì vào trong khu vực này hết, không có xì ke ma tí gì hết đó. Chú có nói về một gia đình của địa chủ mà nuôi giấu cán bộ mình ấy, thì sau này khi mà thống nhất đất nước rồi, hòa bình lập lại rồi, thì chính phủ mình đối xử với gia đình này như nào ạ? Vì chính sách ở đây không có thiếu, không có bị sai sót cái đó. Nhưng có cái là cái bà Tư Vàng này là hay dòng con cái thì nó ít, cho nên về sau thì vẫn sống bình thường như vậy đó. Hiện nay đó, ở tại cái xã Nhân Nghĩa này đó, số người mà làm việc và đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa đó là trên 800. 800? Trên 800, chứ không phải 800 đâu. Ở xã Nhân Nghĩa này. Tại xã Nhân Nghĩa riêng này. Riêng xã này thôi. Trên 800. Dạ. Khi về đây là thống kê khi mà mình anh em nó ra nó học tập cải tạo đó. Dạ. Một số thì đi theo cái diện HO, HE gì đó. Dạ. Còn phần lớn ở lại đây đó, tức là bữa nay là cái lịch sử chú viết chưa hoàn chỉnh, lúc nào xong mà chú gửi cho con một cuốn. Chú phân tích có rất nhiều gia đình, trong đó có một cái gia đình mà chú với hai ngày qua đi kiếm không được nè. Bây giờ con họ đó chẳng những học đại học mà còn cả đảng viên cán bộ của huyện, của xã này. Không phải một mình ông đó mà rất nhiều ông khác. Chính vì cái thái độ khoan dung của cái chị bí thư này nè mà nó đẻ ra cái đó thành một cái đạo lý của dân Nhân Nghĩa. Không hề có cái chuyện là xảy ra giữa người này vừa kia. Nghi kỵ thì có nhưng không hề có cái gì đặc biệt ở chỗ đó. Có nghĩa là sau này thì sống là hai bên khi về một nhà rồi ấy, là rất bình thường, chân tình, không có cái không hề kỳ có, thị, không có kỳ thị gì hết. Dạ. Cũng không có phân biệt. Không. Dạ. Vì thực ra trong cái chế độ chính sách thì nó không có cái đó, nhưng có thể là với bà con thì nợ nước thì đã trả xong, nhưng cũng có rất là nhiều người còn cái thù nhà nữa. Thì cái đấy thì nó không nằm ở trong cái quy định của nhà nước, không có nằm trong cái chế độ chính sách, nhưng mà cái chuyện riêng đôi khi nó cũng khó khăn. Dạ. Cái xã Nhân Nghĩa này đó, trong thời kỳ đánh Mỹ đó, có bốn cái căn cứ của cách mạng. Trong đó có cái căn cứ của tỉnh ủy hồi nãy, trong cái chợ, hồi chợ chú Trám Liên An đó, sau lưng cái chợ đó. Ở đó cách cái đồng đó cây số, ở Dầm Sáng cây số thôi, mà đứng vững đó suốt, chỉ huy cả cái chuyện nổi dậy 568 tại đó, chỗ bà Tư Vàng, rồi với Dầm Sà No, với cái Vàng Rùa nữa. Thì theo thống kê mà chú viết lịch sử chú biết đó, chưa từ hồi trong chống Pháp và chống Mỹ, chưa có một trường hợp nào do dân là chỉ điểm cho giặc vô đánh phá căn cứ. Không có bao giờ. Không có chiêu hồi. Không có chiêu hồi đâu thì không biết. Dạ. Nhưng mà tại cái xứ sở này thì không có chiêu hồi gì đánh phá. Rất là đặc biệt. Nhưng nên có chiêu hồi mộ. Hả? Có chứ. Một. Chiêu hồi thì có, nhưng mà chiêu hồi ở đâu á. Chứ còn về tại xứ sở dẫn người, dẫn địch đánh phá căn cứ kháng chiến ở trong vùng Nhân Nghĩa nào không có. Vâng, con hiểu là cái người ở đây nhưng mà đi chiêu hồi ở đâu ở đó. Ở đâu đó. Thì có. Có né, họ né. Né. Thật ra về địa phương cũng khó. Dạ. Phải không? Cái người chiêu hồi đó, về đối diện với địa phương không khó, cho nên có thể người ta né. Nhưng mà mình nói trong cái khung này, khung của xã thì chưa có ai là người của đây đi chiêu hồi trở về đánh phá đây. Dạ. Mà Yến biết không, gần nhà chú dưới đó có cái đường vượt sông, đi qua bên sông để mà đánh vào Cần Thơ đó. Ở đó đó, trong cái năm 68 này người ta tính toán là có khoảng trên dưới 140.000 lượt người qua lại. Dạ. Đánh nhau như vậy. Sau đó rồi đó, địch nó phát hiện cái này, nó phản kích, nó đánh cái vùng đó là hết sức là ác liệt. Thậm chí có những cái vùng gọi là huynh kích tự do, tức là máy bay nó đi mà tới độ chỗ đó nó cắt bơm không được, nó không đem gì sân bay nó xuống được thì đợi đó nó phản. Nhưng mà ở đây có năm Mậu Thân dữ dằn. Năm Mậu Thân thì các chú đều ở đây cả chứ. Đây, tôi chở đạn ra tới Cần Thơ đây nè, tôi
mà sau năm đó tính chết mà nó hăng anh làm thanh niên xung phong rồi lên hăng là chở đạn đi ra không chết lắm, không chết, tức là mình chở đạn ra ngoài Cần Thơ để chiếm cung ứng cho chiến trường mọi đợi đó đạn. Lúc đó thành phố là chiến trường đấy. Dạ. Cho nên nói đúng ra đó là không phải mình nói cái xã mình ha, chứ mấy anh nhớ là xã Như Nghĩa tốt thiệt tình tốt. Cho nên cái xã văn hóa cũng trước các xã, xã anh hùng rồi nên xã nông thôn mới rồi gì nó cũng đứng hàng đầu. Tiểu đoàn Tây Đô thành lập hồi đó cũng xã Như Nghĩa, phải không? Tôi nhớ là móc cây súng FM đầu bạc của Pháp là năm dưới 17, 18 cây súng. Rồi ra đánh cái dầm sáng, cái chỗ nãy cô đi ngang cái đồn đó, đồn dầm sáng rồi lên 7.000 cờ đỏ. Thì thành có bài ca Tiểu đoàn Tây Đô đó, nó là Tiểu đoàn Tây Đô nó lớn mạnh. Cho nên là xã Như Nghĩa này cũng là một cái cơ sở lớn về văn nghệ, đây cũng là đi đầu. Rồi Tiểu đoàn Tây Đô thành đặc điểm của xã Như Nghĩa nó chú nói để Yến biết rằng con thấy nãy đi qua đò phải không? Rồi đi giờ từ đó ra ngoài Cần Thơ là cũng coi như ven sông, phải qua đò mới qua Như Nghĩa được. Có hình dung đây như là cái bán đảo, nhưng mà nó là nối liền cái hậu phương từ đây tới Cà Mau. Cho nên khi lực lượng ta muốn đánh, hậu cứ muốn lên là lên Như Nghĩa, qua sông, qua sông. Giống như thành phố. Do đó đó, cái nơi này đó là cái nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Đó là một cái vùng đệm. Đệm mà. Hồi đánh nhau năm 68 thì pháo binh không có đem qua sông được, bị đem qua sông mà nó phản kích cái là chạy không kịp. Cho nên đặt pháo bên này nè, bắn Việt Thơ để đâu có cái gì cơ động chạy được. Như vậy mà con thấy rằng là bây giờ Nhân Nghĩa đó là kiên cường giữa ta và địch, nhưng mà ta thắng địch. Cho nên là vòng ở đây người ta mới ở được, nhiều cơ quan đoàn thể này kia nọ của tỉnh, của trung ương, của quân khu người ta ở đây, chứng tỏ rằng là cái sức mạnh của Như Nghĩa. Mà cái đó bây giờ đó, trong chừng mực nào đó, đảng bộ và nhân dân địa phương này phát huy được. Nhưng mà nếu theo chú đó thì chú còn hơi tiếc, muốn có thể làm được nhiều được việc được nữa, nhưng mà thôi già không như tiếc cái thứ hai nó phải chi mình giờ còn chừng ba mấy 40 tuổi hơn nhìn thấy đất nước mình hơn mà phát triển lên. Có một vấn đề rồi, cái vùng nhà mình ngày xưa ở đây ấy, thì chữ nghĩa là không có, và người dân là chỉ lo cái sức lao động thôi, tức là con cứ lớn lên chút thì là đưa cho đi lao động. Biết chắc là cái vùng miền Tây thì nó hao hao giống nhau, tức là đi sông nước ấy, đánh bắt để kiếm sống và làm kinh tế cho gia đình. Thì bây giờ như vừa nãy các chú bác vừa nói đấy, thì là họ đã biết quan tâm đến cái việc học của con, của con cái của mình ấy. Thì cách đây độ 10-15 năm thì mới bắt đầu là có cái sự lo đến học hành cho con cái. Thì đến bây giờ chắc chắn là đã có những cái thành quả nhất định rồi. Vâng. Thì ở Nhân Nghĩa này, các chú các bác có nắm được là cái lượng các cháu mà nó có bằng đại học ấy, ra trường, kỹ sư, bác sĩ rồi này kia các thứ, và có công ăn việc làm, có thu nhập ấy, có nhiều không ạ? Cái đó thì nhiều, nhiều năm kề cái này năm không được, nhưng mà có thể nói tóm tắt thế này nè. Bãi nét thì... hiện nay đó, riêng cái cán, cái đảng viên á, của cái xã Nhân Nghĩa này mà đi công tác ở nơi khác mà cứ 6 tháng gì hồi một lần đó, là trên dưới 300. Trong khi đó ở nhà cũng trên dưới 300. Mà Nhân Nghĩa, hồi nãy tôi nói là sau cách mạng tháng 8 thành công có 3 ông 3 xã. Đến năm ngày trước năm tổng tấn công 68 là được 121 đảng viên, nhưng mà sau năm 68 rồi nó còn có 12 ông mà không dám ở trong nhà dân, ở ngoài lùm á, tan tành xí quách hết, không còn gì hết đó, ở ngoài lùm đói rét ở ngoài, có khi bệnh tật cả tuần sau mới dám liên hệ với dân. Rồi khôi phục dần, rồi đánh nhau tiếp cho tới giải phóng. Các chú ở đây chắc không đi đánh nhau. Hả? Các chú ở đây chắc không đi đánh nhau. Dạ. Ở đây hả? Dạ. Cái đám này phần lớn du kích. Dạ. Bộ đội đi bộ đội thì không du kích nhưng mà cũng không đánh nhau. Đánh chứ? Cũng đánh ạ. Đánh. Đánh để giữ, chủ yếu thí dụ như đồng quốc ngoài kia mình bắn chặn trong cho vô, để trong này làm ăn vậy thôi, không có đánh gì khác. Còn đánh tàu đó thì là phải phối hợp, chứ bản thân anh em thì không đánh được. Dạ.
đánh xuống. Bé bé thôi chứ còn đánh to thì du năm 68 đó đâu được đâu lại dạ. Năm 68 đó là trước khi mà nổ súng tấn công đó, thì du kích xả được 17 ông mà có 60 súng à. Tới chừng 68 xong rồi đó, ở gần đây là có khi mà mình chuyển thương binh đó, về có cái trạm ở dưới Dàm Bà Hương nè, gần nhà chú đó, thì thương binh về đó rồi là có khi nó quên súng rồi lại đó, mấy ông nội mình lại năn nỉ rồi mượn, cuối cùng sau đó được 12 cây, vừa xin vừa giật vừa cho ai gì đủ thứ này cái vậy đó, là được 12 cây súng, tức là tự kiếm lấy vũ khí, nó vũ khí năn nỉ bộ đội. Sau năm 68 đó là nó cán bộ hao dữ lắm, mòn mỏi lắm. Ở đây tôi biết đó, lúc đó tôi cũng cỡ mười mấy tuổi rồi, có chú Hai Nghiêm đó, ông đó là ổng là cái, tức là ổng là xã đầu trưởng, ổng là cái người bám trụ cuối cùng. Tại vì thì lúc bác tôi là ổng trưởng trạm giao liên đó, là ổng hy sinh đó, thì ông này còn chôn rồi đó. Tới khi ông này là bắt đầu là nó hết, tới chừng năm 74 là nó mới có phong trào lại, nó có được về chứ. Nhưng mà thật ra cái chỗ nếu mà mình làm mà cái lộ vòng cung mà thiếu chỗ đó đó thì nó chưa đầy đủ. Ví dụ như là bên sông không thì nó không phải, mà cái chủ yếu là bên đây với bên sông, để người ta có cái móc mà để chuyển quân về thành phố Cần Thơ đó. Thì vậy thì ở bên này là nó có cái dấu hiệu riêng. Thí dụ như là bên kia mà thấy nó an toàn lính á, thì cái ông bên bển có trách nhiệm là, tức là ông già của cụ Hấu đó, cũng phó bí thư của xã Mỹ Khánh đó. Ông quẹt bên ba cái nè, lấy ông quẹt mình á, quẹt ba cái tức là an toàn, có thể bên đây chuyển qua được, thì nó cách cái đồn nó cũng gần thôi. Vậy thì bà con là đã phải nói là cái đó là nó rất là bám trụ cái chỗ đó, nguyên một cái xóm đó vậy. Nhưng mà trước sau này đó là có cái chỗ mà, tức là có cái chủ trương về những người mà có công làm gì hoặc là phá lộ gì đó thì được hưởng đâu 2 triệu gì đó. Nhưng mà cái anh kia ảnh 290 ảnh không chịu, là tôi không chịu cái đó. Tôi có góp ý anh em, cái đó là không nên. Bởi vì bây giờ đó đó là, mà tôi cũng nói thẳng là mấy ông cũng không tốt lành mẹ đâu. Mèo nếu mèo không đi thì người ta đây người ta cũng bắt buộc mấy ông đi, nhưng mà cũng đâu còn là đâu mười mấy ông gì mà không làm cái đó thì nó hơi dở. Tức là cũng không 2-3 triệu, vẫn triệu mấy 2 triệu vậy đó. Mà ví dụ như tôi nói điển hình như là còn ông Mười Quẹo còn nè, rồi ông Bảy Bé còn nè, như là trước đây như ông Năm Tiệm hay là một số người như ông già tôi đó, hay là ông Tư Đực nè, nó vẫn còn ở đó. Vì tôi biết về, mà về là tôi cũng 7-8 tuổi mình biết rồi. Dù lấy từ một cái phanh sắt của cái cầu làm xong 8 nha, lấy đem về mình bắt cầu mình bên nay đi, hay là bắt cây cầu Thông Dũng, người ta đã có làm đó. Nhưng mà chỗ anh Ba Sơn á, anh Ba Sơn chi bộ này là anh nói không có. Tôi nói anh lúc đó anh ở đầu đây là mình biết, nhưng mà mình thì bây giờ thì tôi nghỉ hưu không còn sinh hoạt chung nữa, thành ra có khi nói nó không hay, mà tôi không nói. Thành ra đó tôi có nhắc bí thư bây giờ nè, đó phải làm cho anh em bà con ta hưởng. Cũng như là ông Thợ Lặn là ông già con Sáu đó, ông kè cái miếng sắt đó về thì điều ông chết ngọc chứ. Bây giờ nếu vậy, lịch sử nhân nghĩa mà kể cho Việt Nam nghe là ngồi mình tôi nói không hết ngày à. Thiệt. Bây giờ mình thì mình không có nói ghé vô để chấm phá thôi. Nhiều nãy có chỗ Yến nói là chỗ này là với tư cách là chú của con, thấy không? Nói thân tình ra kiểu đó. Thì chú con nêu cái chỗ là cái hoạt động, cái phát triển xã hội nó sẽ không? Chú đồng ý cái đó. Nhưng mà Đảng Cộng sản có một vai trò riêng. Chú nói là chú năm nay tháng 1 là tại là chú 60 tuổi đảng nè. Đảng Cộng sản có cái vai trò riêng là thông qua cái hoạt động này để đèo lái, điều chỉnh cho nó đi đúng hướng. Cho con thấy không? Cái thị trường âm nhạc bây giờ nó tối xưa chính là vì sự định hướng của chúng ta không tốt. Hồi xưa làm gương rất tốt, bây giờ làm gương nó nhờ nhờ, lại định hướng không tốt, cho nên nó mới chuyện ra vậy. Chú đã từng đặt vấn đề với đoàn văn công cải lương, đoàn cải lương của Cần Thơ này nè, mấy anh muốn về Phong Điền không? Thử bây giờ về Phong Điền thì chi phí bao nhiêu là được? Nó nói ngoài cái vụ bán vé lừa thôi ra thì chú có thể chi cho con chừng 5 triệu là con đi một chuyến được. Thế thì bây giờ ở mỗi địa phương, ở một cơ quan chức năng không có được một tháng hay một năm gì được chừng 20 triệu để vài chuyến đi sao? Không? Chủ quan mà nói với tư cách là hồi thưa cũng đã từng chỉ huy, chú nói là cái 50 triệu đối với các ông chỉ huy á, vấn đề muốn hay không thôi. Nhưng mà nó muốn hay không là còn cái động có muốn hay không đó. Chứ không phải muốn đâu, muốn chung chung đâu, muốn chung chung là bị ép. Chỗ này là mình phải biết muốn, ham muốn mới được, thì cái đó thiếu. Cho nên cái chỗ đó là theo chú nó vậy, phải định hướng
lèo lái. Trời ơi, nông dân hồi xưa này, nông dân Nam Bộ này con biết mà. Có lần bác Hồ, bác nghe, chú nghe được đứa bác Hồ nói là, à, dẫu ghi ám nói là, ông Dũng chứ, Lê Dũng, vô thầm nói, các đồng chí trước khi vô miền Nam đó, nhớ cho tôi một điều, dân miền Nam rất tốt, đây là tôi có vợ miền Bắc là tôi vô đây mấy bà còn đòi gả con cho tôi nè. Không? Nhưng mà nếu mà dân mà không ưng nha, họ đuổi đâu vào đường, ngủ ở ngoài đào họ không cho nữa. Họ rất là quật khởi nhưng mà rất là tâm đồng. Không? Thì nếu không có đảng Cộng sản lãnh đạo này kia nọ, dân Nam Bộ này chỉ có quật khởi thôi, chứ không làm nên trò này trống gì đâu. Quánh chết mẹ thì thôi, không cần biết. Đó, đặc điểm dòng dân Nam Bộ là vậy. Do đó cho nên mọi sự tôi thông qua cái hệ thống truyền thanh này, tôi cũng tha thiết nói với các bạn, các vị rằng là đảng chúng ta bây giờ cái chỗ nào cần lãnh đạo trực tiếp thì trực tiếp, còn không xin các vị cho định hướng đúng đắn thiết thực để những người dân vốn đã có tinh thần tự lực tự cường này mà tiến lên. Nhân câu chuyện mà chú Năm vừa chia sẻ, có nói đến một cái đoàn mà đi biểu diễn với 5 triệu thì con cũng xin chia sẻ. Đối với Uyên Uyên Việt Nam cũng vậy, vấn đề là mình có muốn làm hay không, có đi được hay không, chứ còn tiền nong quan trọng nhưng cũng không phải là quyết định. Khi bắt đầu làm những hoạt động này đúng là không có tiền, và đi thì ai cho bây giờ, không ai cho, phải đi thôi, vẫn phải làm thôi. Không nhẽ chỉ vì không có tiền mà không đến được với các chú, và trong khi đấy thì vẫn có thể đi du lịch được mà, đúng không ạ? Là vẫn đi du lịch được, vẫn ở những khách sạn sang trọng và ăn uống này kia. Đấy thì cũng chính là từ cái đó hạn chế để chuyển thành những chuyến đi như thế này. Có khán giả thắc mắc, mà không phải có một, chắc là cũng nhiều, nhưng có khán giả đã gọi điện đến, và với một cái nỗi, cái suy nghĩ. Và cũng có khán giả thì nói rằng như thế cũng đúng thôi, khi người ta cũng muốn biết như thế. Nhưng quả thật là như chú nói đấy, không phải là không có tiền thì không làm được, nhưng nếu như có tiền thì làm nó sẽ tốt hơn. Vâng, nói như thế không có nghĩa là không có tiền thì Uyên Uyên không làm ạ. Vâng, Uyên Uyên Việt Nam rất cảm ơn các chú đã đón tiếp và trao đổi. Và câu chuyện thì như chú Năm nói, nếu nói thì có lẽ cả ngày không hết. Ở đây thì chuyện xưa là một quê hương cách mạng, quật khởi, kiên cường, kiên trung, một lòng, và cũng rất là yêu đời với cái phong trào văn hóa văn nghệ. Và đặc biệt trong chương trình thì đã được nghe, và lần đầu tiên cháu được trực tiếp nghe ở một cái vùng quê của đờn ca tài tử, và nghe một người dân đúng của quê đó hát bài đó trên cái quê hương đó, nó có một cái xúc động rất là khác so với nghe nghệ sĩ hát trên sân khấu hay là xem qua truyền thanh truyền hình. Ở đây thì cháu thấy rằng là đất nước mình không to lắm, cũng không rộng lắm, nhưng mà đi mãi không hết được. Và đến mỗi nơi thì lại có một cái điều rất đặc biệt, dường như mỗi bước đi thì thêm yêu quê hương tổ quốc. Và chương trình hôm nay thì Hải Yến rất là muốn các bác các chú hãy giới thiệu cá nhân mình, mỗi người một ít, với khán giả của Uyên Uyên Việt Nam, cũng là giới thiệu quê hương của mình với bạn bè trong nước và đồng bào ở nước ngoài. Cháu xin mời chú trước. Tóm tắt lý lịch phải không? Hành nói trước đi. Tôi thì Nguyễn Thành Hân. Nguyễn Thành Hân, năm nay thì 6.